hôm nay các bạn thử đoán xem vừa lòng mang đến cho mình cái gì nha. Các bạn ơi, trên tay cô Loan đang cầm bức tranh con cua được làm từ những hình tròn đấy. Bây giờ cô Loan sẽ hướng dẫn các bạn làm con cua từ hình tròn nha. Để làm con cua từ hình tròn thì chúng ta cần chuẩn bị giấy nhiều màu, kéo, bút đen, keo, khăn lau tay và những đồ vật có dạng hình tròn. Nào, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện nha các bạn. Đầu tiên, cô lấy đồ vật có dạng hình tròn to đặt lên tờ giấy, vẽ theo viền. Cô được một hình tròn làm thân cua. Tương tự như vậy, cô lấy đồ vật có dạng hình tròn nhỏ, vẽ bốn hình tròn làm càng cua. Sau đó, cô dùng kéo cắt các hình tròn. Cô đặt hình tròn to lên bàn và gấp đôi lại, sao cho 2 mét giấy bằng nhau. Cô mít nhẹ để được thân cua. Tương tự như vậy, cô đặt 4 hình tròn nhỏ lên bàn, gấp đôi và mít nhẹ để làm càng cua. Cô lấy hình tròn to đã gấp đôi để ở trên bàn, dùng keo phết đều một mặt và dán ở giữa tờ giấy. Ta được thân cua. Sau đó, cô dùng bút đen vẽ hai nét cong nối với thân cua. Tiếp theo, cô dùng hình tròn nhỏ dán phía trên tờ giấy tạo thành càng cua. Sau khi đã dán xong, cô dùng bút đen vẽ mắt, chân và miệng cho chú cua. Vậy là chúng ta đã làm xong một chú cua thật là dễ thương từ những hình tròn đấy các bạn. Cô Loan đã thực hiện xong bức tranh con cua từ những hình tròn. Và cô đã dùng bút sáp màu thêm những chi tiết để bức tranh trở nên sinh động hơn đấy các bạn. Và bây giờ đến lượt các bạn. Cô Loan chúc các bạn thực hiện thành công. Tạm biệt các bạn.